Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, tôi lại có đâu đó khoảng 330 tu tỷ để đi chợ. Và tôi thấy ở cái đội hình này đang có một con HG RTR 23 Hero 103 cộng. Thì bác chủ bác ấy bảo là bác ấy vừa bán đi một cái đội hình nào đó của mình rồi, và sẽ dùng tất cả cái số tiền này để build một đội hình mới. Và bác ấy bảo mở gói thẻ này để chốt team. Ok chưa ạ? Mở. Hồi hộp. Cái gì đây? Thằng nào đây? Hugo Malon à, thằng nào vậy? Thằng này có cái team gì nhỉ? Thằng người Tây à? Santa de Vigo à? Hay là mở thêm một gói nữa nhỉ? Thêm một gói nữa đi. Thêm một gói nữa. Đây vẫn còn một pack nữa này. Thêm một gói nữa đi để chốt hạ. Được chưa ạ? Chốt. Silva cũng là người Tây luôn này. Có lẽ là cái chân ái này phải yêu Tây nhỉ. Lại Tây luôn nè. Thằng này thì có Tây, có Man City, có Valencia, mà cũng là Santa de Vigo. Bác chủ chốt đi. Bác chủ chốt đi. Một Tây Ban Nha, 2 HG, 3 Santa Vigo. MC thì chắc thôi nhỉ. Hôm trước vừa HG rồi. Tây Ban Nha anh ơi. Tây anh, ok. Tây nhá, có. Thôi là một cái chất riêng của Tây đi. Rồi anh em ơi, cuối cùng thì sau 2 lần mở thẻ, cả 2 đều có điểm chung là Tây Ban Nha và Santa Vigo. Đúng là một cái định mệnh luôn đấy. Thì thôi, Santa Vigo thì nó hơi yếu một chút. Rồi, chúng ta sẽ đến với tay xuất sắc nhất trong tầm giá 300 tỷ. Bác chủ thì tôi cũng hỏi qua rồi. Tôi cũng hỏi qua bác chủ là cần ai là cái chất riêng không. Thì bác chủ bảo tôi Torres đầu tàu. Ok chưa? Tôi nghĩ là Torres đầu tàu đấy anh em, làm con Torres của mùa Legendary là được rồi. Mùa HG thì nhìn tóc nó cứ xấu xấu chứ đéo nào anh em ạ. Nhá, Torres 50 tỷ thôi. Mức giá này tôi nghĩ là hợp lý. Nghĩa là Pol Torres không có. Đầu tàu lại Pol Torres. Thằng này á, thằng này khó mua nha. Rồi tạm thế đi. HG thì cũng được. Rồi anh em ơi, anh em bảo Torres HG nó lạ thì ok, làm Torres HG được. Anh em thích to chỉ số đấy con này được, nhưng mà thằng này tóc xấu lắm. Thằng HG tóc hơi xấu. Torres đầu tàu rồi, tôi sẽ ra cố hàng thủ đi. Tôi làm con Ramos là thứ nhất. Ramos của BTB. BBFC này không mua nổi chứ không phải tôi mua rồi ấy. Con này mua được không nhở? Thành Trung đã uy. Thôi thì cứ đặt nhá. Con nào về trước thì con đấy trước nhá. Thôi cứ lấy con Ramos của mua BBFC đi nhá. Nếu được thì được, không thì thôi. Thề bây giờ chỉ đến mỗi con Pion này nữa thôi, chứ còn con nào nữa đâu nhở? Pion với Ramos là cứng nhất đội hình này, còn gì nữa. Rồi ok, chúng ta đến với hàng tiền vệ đi. Có lẽ làm con Rory nhỉ. Con này lương tốt dã man. À không, lấy hẳn RTN đi. Mùa này hơn tốc, hơn dứt điểm, hơn xuất xa. Rồi ok nhá. Làm con này 36 tỷ đi. Rory đi để trở về. Busquets. Có lẽ một con Busquets là cứng cái đội hình này luôn đấy. Busquets HG 90 tỷ. Ủa con này rẻ nhỉ. 85 tỷ là về chứ. Tuyến giữa là cứng luôn đấy nhỉ. Busquets Gory. Nhưng hơi to đấy nhỉ. Hơi to rụng. Busquets là hơi to. Có lẽ lên bé lại một tí đi. Bé lại. Hàng công mình chưa có. Mình đầu tư như thế là hơi ẩu. Sao Un này cũng ngon thế nhở. Sao Un HG chỉ số đẹp đấy. Chạy trước sút tốt nhở. Lorente mùa E21 8 chạy 118 thôi. Con này tầm 40 nhả. 39 tỷ là nhả. Nhớ thằng này chạy rất nhanh luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với hàng công nè. Pedro đi. Pedro chắc chắn sẽ có một cánh rồi. Pedro chắc là làm con 6 nhỉ. Pedro 6 30. Điều xong rồi. Pedro nhá. Một cánh tôi định lấy Bucha nữa cũng được. Bucha chạy khá là ngon. Con này tầm 30. Không biết có hàng không. Còn lên làm con nào nhạc trưởng nhỉ. Không anh em lấy đồ Thomas đá cục cặp tiền đạo. Moreno này ra đá cánh cũng được nhá. Làm con Moreno đá cánh đi nhá. Con đôi giá này hợp lý mà. Thế nào có thằng bán với giá 57 tỷ. Thì khả năng cao chúng ta sẽ có Moreno đá trái, Pedro đá phải, hoặc là Moreno đá phải. Nó cứa có vẻ hay. Bucha sẽ hỗ trợ dành cho Torres đầu tàu. Đội trụ Rente với Rory. Pion Ramos cặp trung vệ. Gian nếu như mà đá đội hình này thì chắc anh em đá 4-2-2 kiểu vậy. Không đá cam ấy. Còn đâu nếu như đá cam thì chúng ta phải bỏ một thằng khác đi. Nếu như một thằng nhạc trưởng, một thằng CM truyền tốt. Nếu như mà chọn kiểu nhạc trưởng ấy thì cũng có thể là lấy Cesc Fabregas này. Cesc Fabregas nhạc trưởng được.
vì xem phải bắt nó sút tốt như này cơ mà. Tôi đang tính là mẹ bỏ bút cha ra đá vào con cam. Từ từ nhá, cần chấn chỉnh lại nè. Tôi muốn một xe Fabregas quá. Nhưng mùa này mà mua thằng mua mắc 70 rồi cơ à? Đắt thế nhở? Tôi sợ là mua thằng này thì khó. Không hiểu sao tôi lại muốn mua nó thế. Tôi giảm con Lorente này thành con Saul đi. Sao đâu mà giảm được cái đống tiền. Phải mắc giá luôn này, Saul cũng ngon mà. Tôi nghĩ là xe Fabregas đá chọc cực kỳ đỉnh luôn mà nó sút tốt như vậy cơ mà. Thì bây giờ còn 53 tỷ tôi hoàn toàn có thể kiếm một con hàng chạy cánh được mà. Tôi sẽ kiếm một con hàng 2 chân 5 năm xem còn những thằng nào có nhá. Lucas Vázquez, thằng này chạy nhanh nhở, dứt điểm thì hơi tù. Hay là lấy Raul Gonzalez nhỉ. Thế này một là lấy Raul anh em ạ. Raul giặt cánh cũng hay. Ok, lấy con Raul chốt đi. 33 tỷ 7, được chưa ạ? Raul, Pedro, Torres và Cesc Fabregas. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với những vị trí hàng thủ nhá. Rồi lên của cân lương đi. Lên của cân lương cho anh em dễ nhìn này. À, thủ môn Bắc chủ có Kepa luôn này. Cũng là sinh ra để dành cho đội hình này rồi còn gì nữa. Trời ơi, Kepa nó xuất hiện đúng lúc nhỉ. Đúng lúc thật đấy, thủ thành Kepa có luôn nhá. Thủ thành Kepa gác đền. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có Torres này. Ở đây có Fabregas này. Có mở kèo thế là tán lộc cho anh đấy là quá hợp lý rồi. Ở đây có Ramos. Ramos nếu mua BKFC thì ngon, không thì anh em lấy mua BTB thôi. Rodri. Đẹp dã man luôn đấy. Saul anh em ít đá thôi nhưng mà đá con này mê đấy nhá. Chỉ số căng bét như này cơ mà. Chỉ số ngang Rodri. Pedro cộng 6 là đây nhá. Còn bên này đang lấy Raul này. Đẹp chưa? Mê thế nhỉ, những cái đội hình mê thế nhỉ. Cánh khả năng bú mẹ con Cavazan này đi anh em nhỉ. Cavazan chốt cánh là được. Dễ mua, dễ bán. Thằng đờ mắt cốt này. Ổn phết nhỉ. 10 tỷ, thằng đờ mắt cốt lưng 10 quá ngon luôn đấy. Không anh em mua cộng 6 thôi cũng được. Cộng 6 rẻ thế. Bên này không biết có mua được không? Marco Alonso à? Thôi tôi nghĩ là đờ mắt cốt đây này. Thằng em mua được lưng 10 là đẹp nhá, là con cộng 8. Cái còn lại lưng 19 quay đầu. Có Eric Napot này. Con này đá ngon nhá. Đẩy mẹ Napot đá CB hậu vệ trái luôn. Penzeza này. Thằng này rẻ nhỉ. Không thì anh em mình tiết kiệm mua mẹ con này cũng được này. Lampot này mua cũng được các bạn. Đấy Napot cũng được. Napot khá là cứng. Nó to, anh em thủ nó tốt. Được chưa ạ? Dư một lương để anh em mình có thể nâng cấp hay lần cấn cái điều gì đấy cũng được. Đờ mắt cốt này có thể lưng lên thằng lưng 11 được. Còn đâu mà anh em mình dư tiền dư tiếc thì anh em có thể làm một con khác được. Thực ra nếu như mà cánh anh em muốn mua cộng 8 thì mua thôi. Còn không thì anh em chỉ cần mua cộng 6 cũng được. Nếu như mà tiền còn lại anh em có thể mua thêm 1-2 dự bị nữa. 18 tỷ. The next day. Rồi sau một ngày trở lại với đội hình của Tây Ban Nha thì đây là những con người mà tôi cảm thấy ưng ý nhất với đâu đó khoảng 300 tỷ. Người đá cao nhất trên hàng công sẽ là Fernando Torres với mùa Legendary. Nhạc trưởng sẽ là Cesc Fabregas của mùa đi để trở về, một trong những cầu thủ mình rất thích ở mùa giải này với chỉ số tổng lên tới 120 năm. Với Tây Ban Nha anh em sẽ được búp cho mình 3 chỉ số chung, truyền ngắn 2 và cắt bóng 1. Team bạc dĩ nhiên sẽ là 2 chỉ số. Hai cầu thủ chạy cánh mình sẽ có Pedro của mùa Úc 6 và cánh còn lại là Marco Asensio với mùa 22 U. Đây là một trong những mùa giải mà Asensio rất ngon, tốc tốt, sút tốt và tôi cũng đã từng trải nghiệm khi đối đầu với nó, sút rất hay. Ở đội trụ sẽ là Saul HG, bên cạnh là Rory của mùa đi để trở về. Cặp trung vệ là Pion Legendary, bên cạnh là Ramos của mùa FS. Hôm qua thì cái bài tập về nhà là bác ý mua con BKFC hoặc bet nhất là con BTB, nhưng cuối cùng thì bác chủ không làm, chơi ngay con FS nhanh chóng. Bên phải chúng ta sẽ có Koke với mùa Cap 8. Cánh này sẽ là Gaia với mùa E21. Và vị trí gác đền sẽ là Kepa của mùa 22U. Ở dự bị chúng ta sẽ có một vài những cái tên như là Rodrigo mùa UP 8, Aspas HG, Gabi SPL, Jordi Alba World Cup, Penzeza. Thằng này thì tôi nghĩ cũng không nên cho vào đá làm gì cả. Có Marco Alonso 8 và có Eric Napot của mùa World Cup. Đấy, còn Cavazan nữa nhá. Nói chung là cũng dày phết, được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của đội hình này. Chúng ta sẽ đến với trận đấu này với Tây Ban Nha. Một trong những đội hình Tây Ban Nha cực kỳ đẹp với form tiền đâu đó khoảng 300 tỷ.
Được chưa? Asensio. Lạng nhân đầu tiên của tôi mà. Tuấn Khanh em rất sai khi chọn anh vào ngày hôm nay. Fabregas, con hàng mà tôi rất muốn có trong ngày hôm nay và đã cho tôi một bàn thắng. Anh bảo một ngày anh khỏe thì Tuấn Khanh không có cửa để lật cờ được. Quấy không vị chết chắc rồi không? Em Tuấn Khanh, mọi tình huống bị bẻ gãy rất đơn giản. Nói thật, Militao có cái cửa gì? Có cái cửa gì theo Pedro? Có cái cửa gì vậy em? Một tình huống tấn công cơ bản nhất ở gameplay mới này. Sao ưu này đá hay chứ? Tôi mua con hàng tiền vệ hơn chục tỷ đấy, tôi đánh giá là đáng tiền đấy. Hôm nay là ngày của anh Tuấn Khanh ạ. Hôm nay là ngày của anh đấy Tuấn Khanh. Hay chưa? Kế bà đấy. Tưởng hết rồi để đá hạ anh em một tí mà sót lắm quá nhỉ. Xuống làm sao vào được, kế bà mà. Rồi Pedro. Quả này bú rồi. Ôi. Rồi ai chạy theo được Torres. À với Asensio quả này thôi. Ôi à. Ôi quả đấy mình bắt trỏ hơi lỗi nhá. Vẫn còn nha, còn nguyên. Rồi xong. Nha, xong rồi. Đéo căng được ạ. Hay lắm. Đó là cách dễ nhất để anh em ghi bàn ở phiên bản này. Và tôi đã làm được. Trong quả khe kìa. Ui, cứ hay ấy nhở. Mandini à? Mandini cứng quá. Cứng quá. Cứng quá. Mandini đã bị Petro làm cho chớ luôn mà. Epicula, nó thật, thằng Epicula trong một trong những thằng vất vả nhất cái trận đấu này. Không thể kèm được. Kepa mình tay ngắn cứ phát chết luôn đấy. Chuyển lại đi. Mười quá. Nè quả đấy chớ vậy luôn ý. Sao nó nhanh ý nhở. Sao nó sút được góc này vậy. Thủ hay ấy nhở. Tôi làm được mà anh em. Pedro, bên cái này Zen không có tuổi gì theo Pedro cả. Một đường cơ bản là qua. Chuyền về Fabregas. Hãy tin I love đi mà. Đừng như thế. Asensio. Kịp nha. Mẹ Torres kìa.
Chuyện này khó rồi. Mày nha. Anh em hãy hết sức bình tĩnh ở trận đấu này đi mà. 3-0 tôi lội được. Lội mà là lội nước à? Đơn giản thôi, anh em tin tôi mà. Niềm tin có vẻ anh em đánh mất rồi đấy. Niềm tin đã mất rồi à? Thằng bên cạnh kia vào đây. Niềm tin chúng ta cho nhau hơi ít đấy. Vì còn theo dắt lắm. Ơ, thằng nào vậy? Chấp cái người đi. Chấp một thằng đi. Tôi nghĩ là nên chấp một thằng để đá cho nó thoáng một tí. Chấp một thằng Pion. Trọng tài cho tao cái thẻ đỏ. Ok, nhận cái thẻ đỏ. Ôi, định điều như vậy rồi sao lại vẫn không điều nhở? Perovic sướng thế nhở. Nhìn này, nhìn cái cách nó vít và nó căng này. Bài tấn công cơ bản nhất trong con game này đấy. Dễ chưa?